Bhagavato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatibhanno Bhagavato Sangaccharo Sanghang Namami Sammasambuddhamatulang Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Chương trình chúng ta cũng vẫn như cũ ha. Đọc bài ly trước, sau đó mình đi vào bài học. Mời cô thư ký là boss bài lên để cùng thỉnh trước tiên thỉnh sư Thanh Tâm lên mở màn cho sống động ha. Rồi sau đó cùng thỉnh tất cả quý vị. Rồi, xin mời. Dạ, yeah, mô Phật, thưa sư xin phép cô Châu ngang sư đọc trước xong rồi tới phiên cô. Dạ. Sư xin đọc bài học hôm nay. Bắc chá giá sang gá há quý pa gô tót yếu về duyên đoạn 1 dê sang sang cá tá tham năng dê tham bắc chá giá giá tha tăng quý pa rằng ý hề đà ni ba quát khà mi gia thà ra hằng nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những phương pháp tạo duyên tác thành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên bát tí chá sam ma ba đá na vô bát thà na na vô cha tí bắc cha giá sằng gá hô đu quý thô quê rí tá pô tát thá tá hạ tá pa quá pa quý pa quá ca ra mắt tô pa la khi tô bát tí chá sám mút bà đá gia nô đá ná dô bát thà ná na dô pa ná a hát cha bắc cha giá thi tì mà ra bá bá bút cha tí u ba dằng ba na vô mi sa toa bá anh chê tì à cha ri gia đại cương những tương quan có hai phần a định luật phát sanh tùy thuộc b định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy theo phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia phát khởi. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Suy nghĩ tới đây là xong rồi. Mời cô Châu Nguyễn có hồng mai. Dạ, có kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Xin chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha avit cha bát cha ya sang kha ra sang kha la bát cha ya vin nha năng vin nha na bát cha ya na ma ru pang na ma ru pa bát cha ya sa la ya ta năng sa la ya ta na bát cha ya phát so phát sa bát cha ya về đa hà về đa na bát cha già tăng hà bát cha già u pa đà năng u pa đà na bát cha già pha vô
Pavapachaya chati chati pachaya chara marana so kapari dewa dukkha doma nasupaya sa sampavanti eva metassa keva lassa dukkha khantassa samudayo ho ti ti ayametta paticca samuppadayo. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão, tử, sầu muộn, ta thán, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khổ, khối đau khổ. Dạ, con đã đọc bài xong, còn gì sai nhờ thầy Kinh sửa giùm con ạ. Dạ, con xin xuống mic, xin nhìn cho vị kế tiếp. Cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Bách cha gia sẵn gác ha huy phà gồ, toát yếu về duyên đoạn 1. Dê sẵn sẵn khá ta thầm mà nàng dê thầm mà bách cha già gia thà. Tằng quy phà ga mi hề đà ni ba quắc khà mi gia thà ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu thành, được cấu tùy theo duyên. Batik cha samup bà đa na dồ bát thà na na dồ cha ti bách cha gia sằng ga hồ đu huy thổ quề đi táp bồ ta tha táp phà qua phà quy phà hòa cà ra mắt tổ ba lắc khi tổ ba tích cha sa mấp bà đa na dồ bát thà na na dồ ba na à hai cha bách cha gia thi ti mà ra pha va búc pha pha ba vúc cha ti hoa dần ba na vô mi xét tòa ba bành chèn ti à cha ri già. Đại cương những tương quan có hai phần: a, định luật phát sanh tùy thuộc, và b, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật liên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, yeah, Đạo Huynh xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Lâu quá không gặp Sư.
mấy năm rồi không ghé kỳ điện tử, tại vì cái vụ Covid này. Hy vọng là chắc tuần sau chích ngừa là họ sẽ đi qua đó thăm sư với thăm quý vị anh chị em mình đó. Dạ, kính chào Quỳnh Kinh. Quỳnh Kinh khỏe không? Vừa rồi cho điểm mắc quá, Quỳnh Kinh cho có 5 điểm, hơi buồn. Thành thử năm nay bây giờ sẽ cố gắng lần nữa. Dạ, kính chào, xin chào anh chị em trong đầu trang. Dạ. Bây giờ xin đọc kinh Thập Vị Nhân Duyên. Cảm ơn Châu Nguyễn bớt bài. Tất thá á quý chấp bách chá gia sân khà ra sân khà ra bá chá gia quý nhà năng quỳnh nhà na bách chá gia na ma ru bằng na ma ru ba bách cha già xá là giá ta na xá là giá ta na bách cha già phách sô phách xá bách cha già quê đa na quê đa na bách cha già tanh ha tanh ha bách cha già ú bá đà năng ú bá đà na bách cha già phá hồ phá hòa bách cha già cha tí cha tí cha tí bách cha già cha ra ma ra na so ca ba ri đề quá đúc hà đô ma na su ba già sa sâm pha quanh tí ê quá mê tách xa kề quá lấp xa đúc khắc khăn tà xa xa mù đá dồ hồ tì tí á giá mít thà ba tích cha xa múc bà đà na vô đọc một chữ ná thở luật tùy thuộc phát sinh nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sinh tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sinh tùy thuộc nơi thứ thức tái sanh danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sinh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ, ái phát sinh. Tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh. Tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh. Tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh. Tùy thuộc nơi sanh phát sanh. Tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão tử, sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, chắc đọc xong rồi ha, chung nữa ha. Dạ, cảm ơn mọi người ha. Dạ, kính chúc mọi người thân pháp an vui, thân tâm an lạc.
Dạ Nam Mô Bụt Thà dạ. Đạo tràng có nghe được tiếng con vô room không ạ? Dạ, ok. Cô cảm ơn con trọng biển. Chàng từ mẫn con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư thầm, kính lễ thầy kinh, con chào ông Năm Bà Năm. Và quý anh, con kính lễ cô Phúc Hạnh và con kính chào anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài. Dạ. Bạch cha gia sằng ga ha vi pa go tóc yếu về duyên đoạn một. Về sằng sằng kha ta thầm ma năng về thầm ma bạch cha gia gia tha tăng vi pa gần y hề đà ni pa wa kha mi gia tha ra hằng. Nơi đây theo đường lỗi thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác thành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Ba ti cha sầm múc bà đa na dồ ba thà na na dồ cha ti ba cha sa cha sằng gồ đu vi phù về đi tập bồ ta tha ta phà qua phà vi phà hòa cà ra mát tổ ba la khi tổ ba ti cha sầm múc bà đa na dồ ba thà na na yo ba na a ha cha pa cha yak thi ti ma ra pa ba vô cha ti uk pa yang ba na vô mi se tua pa ban sinh ti a cha ri ya đại cương những tương quan có hai phần a định lực phát sanh tùy thuộc và b định lực duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hai thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự quan sát. Sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con nghĩ con đã đọc xong bài. Con kính cảm ơn sư và quý đạo tràng. Dạ, con kính mời đạo hữu kế tiếp ạ. Con xin xuống. Dạ, con xin kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Con xin kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào thầy và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc bài. Đoạn 2. Tát tha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya viññana viññana paccaya nama rupang nama rupa paccaya sala yatana sala yatana paccaya phasso phassa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadana upadana paccaya phavo phava paccaya chati chati paccaya chara marana so kapari devadut kha đồ ma na su pa ya sa sam pha văn ti e qua mẹ ta sa kệ qua la sa du khát khan đa sa sam mu đô đa yo hồ ti ti ayame tha bát ti cha sam mục pa đa na yo. Định luật tùy thuộc phát sanh. Nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh,
tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão tử sầu muộn, ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc xong. Con xin kính tri ân sư, kính tri ân thầy và kính cảm ơn tất cả anh chị em trong đạo tràng đã hỗ trợ. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ tại con không thấy ai giơ tay nên con xin phép con được đọc bài. Cô Từ Mẫn đã cho con biết tín hiệu ạ. Bắt Chá Giá Sang Ga Há Quý Pha Gô, tắc yếu về duyên, đoạn 1. Về sàng sàng khách ta thầm mà nàng về thầm mà bắt cha già giá thà tàng quý phà gầm ý hệ đà ni bao quát khà mi giá thà ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppadana yo patthana na yo jati pat caya sangga ho duvitho veditappo tattha tappa vappa vipa vakaramatto palakkhito paticca samuppadana yo patthana na yo pana ahaccaya pat jayati timma raffapavuk jati Uphayang panagu misetwa papanjanti acariya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập dị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ con kính mời bàn tay của huynh Thánh Pháp ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con đến lễ sư Thanh Tâm, chư tôn đức tăng quý bậc của tu nữ, con kính lễ thầy kinh. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ. Dạ phần giai đoạn 2, tattha avijja paccaya sankhara 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 paccaya vijnana vijnana paccaya nama rupang nama rupa paccaya salayatana salayatana paccaya phatso phatsa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadana upadana paccaya pháva pháva paccaya jati jati paccaya jara manasso ka parideva dukkha doma na suppaya ya sa sampavanti eva metassa kevalassa dukkha khandassa samudayo hoti ti ayamettha paccaya samuppadana yo. Định lực tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành
Thức tái sanh phát sanh thì được nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh thì được nơi danh và sắc, lục căn phát sanh thì được nơi lục căn, xúc phát sanh thì được nơi xúc, thọ phát sanh. Dạ, con nếu có sai xin thầy chỉnh sửa giùm. Cảm ơn Trung Nguyện đã post bài. Và con xin dừng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ nguyên như con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa con xin được đọc bài ạ. Bách cha giá sằng gá há quý phà gồ toát yếu về duyên đoạn một về sằng sằng khá tá thầm mà nàng về thầm mà bách cha già giá thà tằng quý phà gá mí hề đà ni bá quắc khà mí giá thà rá hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patit cha samup bà đá ná dồ bát thà ná ná dồ cha tí bát cha giá sằng gá hồ đú quý thồ quề đi tấp bồ tách thá tấp phà quá phà quý phà hòa cà rá mắt tồ bá lắc khí tồ patit cha samup bà đá ná dồ bát thà ná ná dồ bá ná à hát cha bát cha dắt thí tí mà ráp phá bá quốc cha tí u phá dằn bá ná vô mít xét tòa bá bành trần tí à cha rí già đại cương những tương quan có hai phần a lớn định luật phát sanh tùy thuộc và b lớn định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Và con đã đọc xong, con thinh xin nhường vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sằng Khà, dạ, dạ, con kính lời sư Thanh Tâm, con kính lời thầy kinh và đạo tràng, dạ, con xin các bài. Đoạn 2. Tất tha a vút cha bát cha ya sằng khà ra sằng khà ra bát cha ya quỳnh nhà năng quỳnh nhà quỳnh nhắc na bát cha ya nama ru bằng nama ru bằng bát cha ya sa la yat ta nằng sa la yat ta na bát cha ya phát sổ phát sa bát cha ya quê đa na quê đa na bát cha ya tăng hà bát cha ya tăng hà bát cha ya u pa đà nằng u pa đà na bát cha ya pha wo pha wa bát cha ya trà ti bát cha ya cha ra ma ra na so ka pa ri đề wa trúc ka đồ ma na su bà ya sa sằng pha hoàn ti e hoàng mê ta sa kỳ sa la sa trúc khắc khàn tha ma sa mụ đa dồ hồ tỳ tí a yam mết ta bát tích cha sa mu cha sa múc a đa na dồ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát sanh, phát tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi
sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đọc xong. Sao hữu, như vậy là đọc xong hết ha. Giờ mời Nguyễn Như lên đọc bài từ rồi, cái bài học từ rồi lên, rồi học tới đâu rồi mình đi học tiếp. Rồi, xin mời. Dạ thầy. Ái duyên trí kiến. Con xin đọc bài ngày 5 Tây tháng 3 năm 21. Dạ. Ái duyên tri kiến có 3. Thứ nhất là dục ái, kamma tanha, là tham đắm trong các dục. Số 2 là hữu ái, phá quá tanha, là ái tham liên hệ thường kiến. Số 3 là phi hữu ái, quý phá quá tanha, ái tham liên hệ đoạn kiến. Tổng số ái là có 6 cảnh, nhân với 3 tri kiến bằng 18 ái, nhân với 2 nội phần và ngoại phần bằng 36 ái, nhân với 3 thời là quá khứ, hiện tại và vị lai cho ra 108 ái. Số 8 là mã ái duyên thủ, tanha bacchaya upadanang. Thủ có 6 là 1 sắc thủ, 2 thinh thủ, 3 khí thủ, 4 vị thủ, 5 xúc thủ, 6 pháp thủ. Thủ phân theo chi pháp thì có 4 loại: 1 dục thủ, 2 tà kiến thủ, 3 giới cấm thủ, 4 ngã luận thủ. 1 dục thủ kamupadana, khi có sự bám thủ đều níu vào các trần cảnh với tràn đầy ái nhiễm phát sanh từ ái, khi đó có dục thủ. Nói cách khác là khi nào có sự thèm khát dục vọng, thích thú trong dục lạc, khát khao say đắm, nổi lửa dục, vô tàm vô quý, phóng thân vào trong dục, thì khi đó có dục thủ. Số 2, tà kiến thủ, dittupadana, khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm, như chấp thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, bản ngã là trường tồn bất sanh bất diệt, khi đó có tà kiến thủ, hoặc có quan kiến cho rằng không có nhân có quả, không có sự chứng đắc thánh trí, không có đời nay đời sau. Số 3, giới thủ, silabattubadana, silabatta. Dạ con xin sám hối, silabatta. Có 2 từ ghép là sila và quá tá, thì chữ V chuyển thành chữ BB là 2 chữ bờ, trở thành là silabatta. Sila có nghĩa là hành động thường làm, hay cũng có nghĩa là giới. Quá tá có nghĩa là áp dụng, thực tập, hành động. Silabatta có nghĩa là giữ giới cấm, nỗ lực tròn đầy. Khi mình giữ những giới nỗ lực và tròn đầy mà không có đúng pháp. Thí dụ câu chuyện thầy kể là có 2 vị sống theo hạnh con bò và hạnh con chó. Số 4, ngã luận thủ, attawa dupadana, khi có sự hiểu biết sai chấp quấy về tự ngã. Sắc là tự ngã trong sắc, thọ là tự ngã trong thọ, tưởng hành thức. Như vậy là ngã luận thủ, hay cũng còn gọi là ngã chấp thủ. Ghi chú, đối với tứ thủ, 3 thủ sau gom lại là tà kiến thủ, như vậy chỉ còn 2 thủ là dục thủ và tà kiến thủ. Sự đoạn trừ của kiến thủ được tìm thấy trong dự lưu đạo, hay còn gọi là sơ đạo. Còn dục thủ thì nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Dục thủ thì có mặt trong 8 tâm tham, nhưng kiến thủ thì chỉ hiện diện trong 4 tâm tham liên hợp tà kiến. Do vậy, dục thủ được nói trước tiên.
dục thủ chính là tâm sở tham, tà kiến thủ là tâm sở tà kiến. Như vậy, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ đều thuộc về tà kiến. Dạ, con đã đọc xong. Con xin nhân mít lại cho thầy kinh ạ. Xà thứ. Hôm nay học xong cái phần thủ rồi ha. Giờ mình đi thêm với số 9. Số 9 là thủ duyên hữu. Thủ duyên hữu. Copy này luôn nha. Thủ duyên hữu. Duyên hữu. Thứ ba là nó bắt cho già phá quá. Thủ duyên hữu. Chưa, quý vị ghi kịp chưa? Học cái mấy này có khó quá không quý vị? Xin cho biết ý kiến rồi, học có khó quá hay không? Tiếp tục được không? Tiếp tục ha? Rồi, ok. Rồi, hữu duyên cho thủ duyên cho hữu. Thì ở đây mình lấy cái chữ tiếp tục là thủ học rồi ha. Từ từ cái thủ này, nó duyên qua cái hữu. Thì giờ mình lôi cái chữ hữu xuống. Mình ghi hữu hai chấm. Cái gì trở thành? Phải. Cái đó, cái có, cái gì trở thành phải, rồi cái có, phải, hiện hữu, phải, sẽ có, phải, sẽ trở thành. Cái gì trở thành? À, cái gì mà nó trở thành, từ cái thủ đó nó trở thành cái hữu, hữu là cái mà trở thành, hoặc là có, cái có, hoặc là hữu, hoặc là sẽ có, tức là sẽ có trong tương lai, hoặc là sẽ trở thành trong tương lai. Thì như vậy hữu nó có những cái ý nghĩa như vậy. Thì từ ha, từ cái định nghĩa này chúng ta sẽ có là hữu thì có hai loại, hai chấm. Hữu có hai loại, hai chấm. Nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu và sanh hữu. Và bây giờ mình xuống dòng số 1. Nghiệp hữu. Tâm mắt phá quá. Nghiệp hữu. À, chúng ta đi tới đây mình sẽ thấy tức là chính vì do ái rồi mới chấp thủ dính mắc đủ thứ chuyện ha, và từ đó nó phát sinh ra thủ ra hữu, và hữu này có hai loại, một là nghiệp hữu, hai là sanh hữu. Bây giờ mình học cái xưa thứ nhất là nghiệp hữu, cầm mắt phá quá nghiệp hữu. Nghiệp tức là sự tạo tác, sự cố tạo tạo ra những cái này kia nọ đó, thì kêu là nghiệp. Thì như vậy nghiệp hữu cho mình biết là có ba, hai chấm. Nghiệp hữu là có ba, tức là trong cái hữu này nó có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Thì giờ nghiệp hữu trước thì nghiệp hữu có ba, hai chấm. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. À, nhưng mà thấy không? Từ cái ái thủ, tức là do mình ái, mình chấp dính, mình bảo thủ, mình
dính mắc mình cố thủ nó, là từ những cái tư tưởng, từ những cái sự chấp thủ nó phát sinh ra nghiệp. Từ đó chúng ta phải phát sinh ra ba cái loại đó: thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp. Rồi quý vị nắm được ý này chưa? Nắm được ý là mình đi tiếp được, từ từ đi xuống các bạn ha. Thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp, nắm được. Alo. Dễ ủi ha, mày có gì khó. Dễ ủi. Rồi, xíu dòng. A, thân nghiệp, 2 chấm. Mà mình lấy thân nghiệp trước, thân nghiệp, 2 chấm. A nhỏ, thân nghiệp. Là sự cố tạo tác, là sự cố tạo tác, có tạo tác ha, bằng thân hành, là sự cố tạo tác bằng thân hành. Là sự cố tạo tác bằng thân hành, sai khiến làm cái thiện hoặc bất thiện. Sai khiến làm các việc thiện hoặc bất thiện. Tức là ở đây cho mình biết là chính vì do ái thủ mà mình mới tạo ra cái thân nghiệp này. Tức là mình phát sinh cái tư tưởng cố tạo tác ra những cái hành động này, hành động kia. Thiện cũng vậy, bất thiện cũng vậy. Nó tạo ra cái nghiệp, được gọi là thân nghiệp. Đó là chính vì do ái thủ duyên ra cái thân nghiệp này. Rồi xuống dòng chi pháp, 2 chấm. Chi pháp này chấm. Rồi chi pháp là về tạo tác bằng thân hành. Thì là tạo tác bằng hành là cái gì, cái gì, cái gì tạo tác, cái gì cho biết, cái gì tạo tác, tâm sở tư thiện hữu, nói đúng. Ba đó làm gì, nói đúng. Tâm sở tư là tạo tác, tâm sở cố tạo, tạo tác tạo nghiệp, chính tư là nghiệp ha. Chê ta đã hăng phích cái quê cầm măng qua đà mí. Tâm sở tư là tạo nghiệp. Thì chi pháp là tâm sở tư phối hợp với những tâm gì quý vị? Tâm sở tư khiến thân hành sai khiến làm các việc thiện hoặc bất thiện. Thì tâm sở tư này phối hợp với cái gì đây? Sở tư phối hợp với cái gì? Vô cộng khăn lọc. Còn ai nữa? Ai nữa không? Tâm sở tư phối hợp với lại 12 tâm. 12 tâm gì? 12 tâm bất thiện. Đúng không? Tâm sở tư phối hợp với tâm bất thiện mới làm ra nghiệp bất thiện chứ. Tâm sở tư phối hợp với 12 tâm bất thiện và 8 tâm thiện dục giới tình hảo, 8 đại thiện. Rồi như vậy chi pháp của nó chỉ có 2 vậy thôi. Tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 thiện dục giới. Như vậy chi pháp thì tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới tình hảo. Rồi đó là chi pháp của thân nghiệp nha quý vị. Nhớ là thân nghiệp nha. Là chi pháp đó nằm trong thuộc về dục giới, là sai khiến thân hành mình. Rồi đó là thân nghiệp. Ghi kịp chưa? Rồi B, khẩu nghiệp. Thân nghiệp bây giờ tới khẩu nghiệp.
tạo nghiệp là sự cố tạo tác bằng khẩu hành sai khiến lời nói thiện hoặc bất thiện, là sự cố tạo tác bằng khẩu hành sai khiến lời nói thiện hoặc bất thiện. Tức là khẩu nghiệp, tức là cái sự cố tạo tác, cái sự mà tạo nên qua cái lời nói của mình, mình phát sanh cái những lời nói tốt đẹp, lời nói này lời nói kia, hoặc là những lời nói xấu chia rẽ gây đủ thứ chuyện, thì đó là sự cố tạo bằng khẩu hành nó phát sanh ra. Rồi bây giờ chi pháp là gì? Chi pháp cũng vậy luôn, xa thú tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới, đúng chưa? Tức là thuộc về những cái tâm thuộc về dục giới. Thì tại sao không có những cái loại kia quý vị? Tại sao không có sắc giới vô sắc giới? Đố quý vị biết tại sao? Tại sao thân nghiệp, khẩu nghiệp nó chỉ có nằm trong dục giới thôi mà nó không có sắc giới, vô sắc giới? Cõi đó trên đó nó không có nói chuyện, không có làm hay sao vậy? Thì nghiệp đó thì cũng nghiệp vậy. Cái kia cũng nghiệp vậy, đâu không nghiệp. Chỉ siêu thế mới không có nghiệp đó. Động não cũng nhức đầu lắm á. Cũng phải tập, mình tập động não để phát sanh cái trí á. Mình nói sẵn luôn cái mất hay. Không có thần kinh tí thôi. Rồi ai nữa không? Cứ nói hết đi, mình động hết não ý mình nói. Ai học cái mấy cái chi pháp này nói cái gì mà vô sâu vậy đó, giống như tôi đã đưa những đề sâu đi vậy thì nó đầy bơi hết ở đây mà đi cái đầu là nghỉ học luôn, trốn luôn. Trật hết rồi đó nha, thông báo là trật hết rồi nha, nói lại đây thông báo là. Miệng. Ai nói không có miệng? Ai nói gọi sắc giới có miệng không? Sắc giới có miệng không? Có, không có. Không có, ông lực kia có đủ. Đặt hết rồi. Nói lại, suy nghĩ lại xíu nữa đi. Nghĩ lại chút xíu rồi ráng nhớ lại xíu. Xin á. À, chắc tự chịu thua là trật lắc cái này này, đó trật lắc tâm bị giống như bị dao động, bị suy nghĩ mông lung quá. Bây giờ tâm thiện sắc giới gồm có bao nhiêu tâm? Tâm thiện sắc giới có bao nhiêu tâm? Gì dữ vậy, tâm thiện sao giờ tới 15 dữ vậy? Năm thôi. Năm. Rồi vô sắc giới có bao nhiêu? Tâm thiện vô sắc giới có bao nhiêu? Có 4. Rồi,
chính tâm này làm phận sự gì? Làm phận sự gì quý vị ơi? Chính tâm này làm phận sự gì? Động lực nhỏ nó có cái đặc biệt riêng, cái nào cũng làm động lực được, cái nào cũng làm động lực được. Đắc thiền, đúng rồi, sư tu thiền ngủ nó đúng, chính là đắc thiền tâm, đắc thiền mắc mớ gì thân nghiệp khẩu nghiệp đấy. Đang đắc thiền thân nghiệp khẩu nghiệp nhảy vô vậy, mình ngồi mình đang liêm diêm mình đắc thiền. Mình hiểu không, hiểu cái này không? Đắc sơ thiền đâu có thân nghiệp trong đó, đâu có khổ nghiệp trong đó. À, đúng chưa? Nghĩ quẩn, nghĩ tùm lum, ngồi tưởng tượng ra trên cõi dục giới, cõi sắc giới, đi tới đi lui, mở mắt nói chuyện. Nói dạng được, đó là tâm, đó, cái tâm nó đang đắc thiền. Ta tâm đắc thiền, đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền, đắc ngũ thiền. Những cái tâm đó làm sao có thân nghiệp, khổ nghiệp được. Đúng không? Xác định rõ không? Xác định rõ này không? Xác định rõ không? Rõ không thì mình đi tiếp. Ok rồi, thêm cái cửa nè, mở thêm cái cửa nữa là xà thú, nhưng mà bây giờ mình cúng cúng dường bông hoa lên cho pháp, cúng dường pháp bảo lên cho mình biết được những cái mà chưa từng biết ha. Được chưa? Rồi, xa thú ha, xa thú, nhờ học vi diệu pháp chúng ta mới động não, nó hiểu được những cái mà không sách nào nói như vụ này, tìm sách còn không sách nào nói. Vậy ta cũng đâu có rảnh đâu, gọi lấy vừa chút ra cho mình ha. Rồi, ok, nắm lại không, nắm chắc ha. Rồi, bây giờ tới C, ý nghiệp. C, ý nghiệp. Ý nghiệp, sự tư duy tạo tác, sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện, sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. Alo, còn nghe không vậy? Alo. Nghe ha, ok. Sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. Được chưa? Nắm được ý rồi ha? Rồi, đó là ý nghĩa, ý nghiệp ha? Rồi, chi pháp. Ai nói đúng không? Chi pháp. Chi pháp gồm gì đây? Pháp tâm sở tư trong các tiền về tâm thể. Rồi, đúng không? Chi pháp mình có tâm sở tư phối hợp với lại 12 tâm bất thiện hoặc là 8 thiện dục giới hoặc là chính thiện đáo đại. À, ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt, thấy có sự khác biệt gì không ạ? Alo. Thấy có sự khác biệt gì không? Đúng rồi, chính thiện đáo đại thêm vô chính thiện đáo đại ha. Có thêm chính cái thiện đáo đại vô, tại sao có chính thiện đáo đại này vô? Alo. Đúng rồi, bởi vì nó thuộc về nhóm ý nghiệp, nó thuộc về ý nghiệp cho nên nó có đáo đại đó.
còn thân nghiệp khẩu nghiệp không có ha. Thân nghiệp khẩu nghiệp thì không có, đó là do mà ý nghiệp là vừa có bất thiện cũng có ý nghiệp, thiện cũng có ý nghiệp, đó là thuộc về ý nghiệp luôn. Cho nên chi pháp ở đây chúng ta thêm chín cái đạo đạo gì nữa. À, như vậy chúng ta có được thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được phân tích một cách rõ ràng chi tiết không? À, như vậy quý vị nắm được hết không? Được chưa? Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng. Nghiệp hữu và hành tương đương với nhau. Nghiệp hữu và hành tương đương với nhau. Nghiệp hữu và hành tương đương với nhau. Rồi, bởi vì nghiệp hữu và hành cũng giống nhau. Hành cũng thuộc về phi phúc hành và bất động hành. Thì nghiệp hữu nó cũng vậy. Nó cũng có phi phúc hành và bất động hành. À, có nó lại, nó luôn là bất động hành luôn. Rồi, đó là chúng ta biết được qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp một cách rõ ràng, một cách chi tiết không? Được chưa? Nắm được chưa? Đi tiếp không? Tôi cần thở chút xíu không? Cần thở, thở chút xíu không? Thở chút xíu rồi. Rồi, để biết sao? Nãy mình là nghiệp hữu ha, bây giờ tới nãy số có A B gì một hai gì vậy, nghiệp hữu, bây giờ tới sanh hữu, nghiệp hữu, sanh hữu, rupa bát tì pha quá, sanh hữu. Rồi, số 2 ha, có số 2, sanh hữu. Tôi bắt đi phải quá. Xuống dòng, khi có sự sanh, phải. Sự hiện hữu các quẩn. Trong các cõi do nghiệp hữu, phải. Khi có sự sanh, sự hiện hữu các quẩn. Trong các cõi do nghiệp hữu phải, khi đó có sanh hữu, khi đó có sanh hữu. Tức là đây ta cho mình biết là khi nào có một cái sự sanh trở lại, một cái sự hiện hữu của các quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức năm quẩn, thì có sự hiện hữu trong các cõi mà do cái nghiệp hữu mình vừa học á, có nghiệp, do cái nghiệp hữu đó tạo tác cho thành, thì khi đó sanh hữu xuất hiện. À, thì khi đó có sanh hữu, thì như vậy sanh hữu là một, nói lên một cái sự hiện hữu của các quẩn do cái nghiệp hữu nó tái tạo ha, nó tác tạo ha. Thì như vậy đó là ý nghĩa sơ lược về cái sanh hữu. Được chưa, bây giờ ghi xong chưa? Dần sanh hữu nói gọn có ba hai chấm, sanh hữu nói gọn có ba hai chấm, một dục hữu, một là dục hữu, hai là sắc hữu, ba là vô sắc hữu. Một là dục hữu, hai là sắc hữu, ba vô sắc hữu. Thì như vậy nó có ba cái vấn đề là thuộc về dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, à, thuộc về sanh hữu. Rồi, biết là sơ lược trước nha, từ từ chúng ta đi vô
Dạ, nói gọn là có ba loại vậy, ba cái sanh hữu như vậy, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Rồi nói rộng, nãy nói gọn ha, giờ nói rộng. Nói rộng có ba nhóm ba, hai chấm. Nói rộng có ba nhóm ba. Nói rộng có ba nhóm ba. Rồi, xin dọc A nhỏ. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. A nhỏ, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu là một nhóm đầu tiên. Nhóm ba, ba nhóm ba. Và nhóm đầu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Là ba ha. Chưa, có gì đi kịp chưa? Alo. Đi kịp chưa? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu là một nhóm giống đầu tiên, nhóm ba đầu tiên. Rồi B. Rồi, cô Từ Mẫn có hiểu không? Nghe hiểu hết không cô Từ Mẫn ơi? Nghe hiểu hết không? Cho biết đi. Ok hết rồi, ok, tốt ha, xa thú ha. Rồi B. Hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi tưởng hữu là nhóm B. Hữu tưởng hữu là 1, vô tưởng hữu là 2, phi tưởng, phi tưởng hữu là 3. Là nhóm B, có 3 cái. Rồi, xa thấu tám rồi ha. Nhóm B mình có ba: hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi tưởng hữu. À, mình có được ba cái. Bắt đầu cái nhóm đầu thì nói về dục, sắc, vô sắc. Và cái thứ hai là nói về hữu tưởng hữu. Còn là thứ ba, thứ hai là có vô tưởng hữu, phi tưởng, phi tưởng hữu. Và nhóm hai. Rồi C. C là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu và ngũ à, nhóm C thì như vậy phân là được có nhất quẩn hữu một quẩn á, tứ quẩn hữu và hữu là hai, ngũ quẩn hữu là ba, là ba cái. Rồi tôi vào tổng số ba nhóm sanh, tổng số ba nhóm sanh hữu hai chấm, ba nhân ba bằng chín, đúng không? Và ba nhóm ba tức là thành chín, tổng số ba nhóm sanh hữu thì mình có ba nhân ba bằng chín. Rồi nói gọn thì chỉ có ba thôi, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, nhưng mà phân ra rộng rõ ràng ra thì chúng ta sẽ có tới chín, chín cái sanh hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi tưởng hữu, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu và ngũ quẩn hữu. À, mình có được tất cả là 9. Thì chúng ta ghi tổng số 3 nhóm sanh hữu 2.3 nhân 3 bằng 9. Rồi ok đã, nắm được đại cương gì đó ha. Từ từ mình đi vô lần lần ha. Nắm được quý vị hiểu sơ không là, phân tới đây là hiểu không quý vị? Đánh cái bông cái nữa đi cho nó xong cái lần đó. Đánh cái bông cái. Tất cả sanh hữu này được tìm thấy trong 31 cõi trong tam giới. Tất cả sanh hữu này được tìm thấy trong 31 cõi trong tam giới. Rồi, tức là tất cả những cái sanh hữu này ha, chính cái sanh hữu này đó thì mình tìm thấy được có mặt trong tất cả
các cõi, tức là ba mươi mốt cõi trong tam giới có đầy đủ, là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu có luôn, hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi tưởng hữu có luôn, nhất quẩn hữu có, tứ quẩn hữu có, ngũ quẩn hữu có luôn. À, thì về tất cả những cái hữu sanh hữu này đều có mặt trong 31 cõi của tam giới. Rồi, alo chưa? Lại đồng ý chưa? Hiểu chưa? Alo. Có nặng quá không quý vị ơi? Mình học tới đây cái mình đi lên được tới những cõi trời xa xăm. Mình chỉ cần mình hiểu nghe là mình tới rồi ha, mình thấy rồi mình đi luôn được ha. Thôi bỏ ly gì nữa, học cái này không đủ khùng nữa. Ly từ từ tính sao. Được chưa? Xong ha. Như mụ mê bỏ ly dữ. Và ha, bây giờ mình đi chi tiết từng cái nè. Xuống dòng, hữu số 1, dục hữu. Một, dục hữu. À, mắc phá quá, dục hữu. Dòng. Có 11 cõi thuộc dục giới đủ 5 quẩn. Có 11 cõi thuộc dục giới đủ 5 quẩn. À, tức là nói về dục hữu thì nó có được 11 cõi thuộc dục giới đủ 5 quẩn. Có 11 cõi thuộc dục giới đủ 5 quẩn. Rồi, là những cõi nào đâu quý vị ơi? Cõi nào có dục đây? Có sự dục hữu đây. Tôi một cõi đâu? Alo. Lẹ tay lên, lẹ tay hưởng quả phước trước. Ai nhanh tay hưởng phước trước. Rồi, ok, cũng tạm tạm được đúng ha. Là như vậy có 11 cõi dục giới, có đủ 5 quẩn, là 4 cõi khổ, cộng 1 cõi nhân loại. Vậy mình ghi ra được chút cho rõ, 4 cõi khổ, cộng 1 cõi nhân loại, cộng 6 cõi trời dục giới, bằng 11 cõi dục giới. 4 cõi khổ, cộng 1 cõi nhân loại, cộng 6 cõi trời dục giới, bằng 11 cõi dục giới. Thì trong 11 cõi này chúng ta thấy có đầy đủ 5 quẩn ha, sắc quẩn có, thọ tưởng hành thức đều có đầy đủ ha. Thì về cõi 11 cõi này xác định cho chúng ta biết nó thuộc về dục hữu. Và có 11 cõi. Mình nằm trong đây đó, chúng ta nằm trong thuộc về cõi dục giới này, mình thuộc về nhân loại có mặt trong đây. Rồi ha, rồi xuống dòng số 2. Sắc hữu. Sắc hữu. Rù bá phá quá, sắc hữu, rù bá phá quá, sắc hữu. Có 16 cõi thuộc sắc giới đủ 5 quẩn và 1 quẩn. Có 16 cõi thuộc sắc giới đủ 5 quẩn và 1 quẩn.
Rồi quý vị biết tại sao có 16 cõi sắc giới đủ 5 quẩn, rồi có vụ có một quẩn đâu nữa không quý vị? Vô tưởng, đúng rồi, thiện hữu lẹ tai quá, thiện hữu lấy phước trước rồi. Một cõi vô tưởng, vô tưởng thiên xà thú. Rồi, sẽ dòng ghi thêm, có sự hiện hữu của các vị phạm thiên ở 16 cõi sắc giới. Có sự hiện hữu của các vị phạm thiên ở 16 cõi sắc giới thì được gọi là sắc hữu. Rồi, đó là số 2 thuộc về sắc hữu. Số 3 là vô sắc hữu. Vô bát pháp quá, vô sắc hữu. Có bốn cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn. Có bốn cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn. Cõi vô sắc giới thì nó không có sắc quẩn, cho nên nó chỉ có thọ, tưởng, hành và thức. Nên có tứ danh quẩn. Có bốn cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn. Xin dòng. Có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên bốn cõi vô sắc. Có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên bốn cõi vô sắc. Như vậy cõi tứ danh quẩn này có các vị đại phạm thiên trong đó bốn cõi vô sắc. Số lại số mấy này, số ba. Rồi số bốn là hữu tưởng hữu. Hữu tưởng hữu, hữu tưởng hữu, sanh đi phá quá. Hữu tưởng hữu, hữu tưởng hữu, sanh đi phá quá, hữu tưởng hữu. Rồi, tức là cái cõi mà có tưởng, hữu tưởng hữu, tức là cõi có tưởng. Và đây là cho mình biết là có 29 cõi. Có 29 cõi, 2 chấm. Có 29 cõi. Hữu tưởng, 29 cõi. Mười một cõi dục giới có không quý vị? Mười một cõi dục giới có tưởng không, có tâm không? Có xà thử, xà thử ha. Rồi lấy 11 cõi dục giới. Rồi cõi sắc giới có bao nhiêu đây? Cõi sắc giới có bao nhiêu đây? Cõi sắc giới ba lá râm si đứng đầu á, dẫn đầu liền ha. 15 cõi sắc giới có 15, tức là tại sao, tại sao trừ cõi vô tưởng ra còn có 15? Vô tưởng thì không có tưởng, thì như vậy mình có thêm 15 cõi sắc giới, đúng chưa? Rồi tới vô sắc giới bao nhiêu? Ừ.
cho sắc giới có bao nhiêu. Hay quá vậy ta, thiện hữu hay quá vậy ta, thiện hữu sao biết được trừ phi tưởng ra vậy ta. Xa thú rồi, như có ba cõi vô sắc giới, chứ không phải bốn nha, ba cõi vô sắc giới. Thì như vậy là 29, 11, 15 với 3. Qua cõi vô sắc giới. Rồi ghi lại cái đây đi, ghi lại đi rồi mình mới ghi tiếp theo mới rõ vấn đề đó ha. Cõi có 29 cõi không? 11, 15, 3. 11, 15, 3. Rồi ha. Tại sao phi tưởng xứ mà gọi là mà không được xếp vô đây quý vị? Thì bây giờ chúng ta thấy là cái phi tưởng xứ nó có vấn đề lúc này. Thì ở đây mình sẽ ghi cái câu này nó sẽ rõ ra ha. Có sự hiện hữu của các chúng sanh. Có sự hiện hữu của các chúng sanh. Có tưởng thô. Có tưởng thô. Trầm trọng hả? Có sự hiện hữu của các chúng sanh có tưởng thô, nhấn cái chữ tưởng thô nè, trong 29 cõi dục sắc và vô sắc. Trong 29 cõi dục sắc và vô sắc. Bảo mặt trừ một cõi vô tưởng và một cõi phi tưởng phi tưởng. Bảo mặt lại. Bởi vì phi tưởng phi tưởng thì có tưởng nhưng mà nó thuộc về tưởng tế, à, chứ không phải là tưởng thô. Nó gần như là không có tưởng. Có mà không coi như không có, không có mà nó có mà không. À, là nó không được xếp vào cái hữu tưởng hữu này mà xếp vào cái vấn đề khác chỗ khác nữa. Thì như vậy có sự hiện hữu của chúng sanh có tưởng thô trong 29 cõi mình mới vừa nói, 29 cõi dục sắc và vô sắc, trừ cái cõi vô tưởng ra không có tưởng, và cõi phi tưởng cũng gần như không có tưởng nhưng mà có tưởng. À, thì như vậy hữu tưởng hữu thì chúng ta có được 29 cõi. Chưa nắm được quý vị, alo, kịp chưa, ghi kịp chưa, dễ hiểu ha, mà có gì khó ha, vậy, ủi ha, ẹt gì, ẹt, ủi gì, ẹt, hiểu ngon lành, easy ha, easy, có gì khó được ha, không ai có gì mà khó được cái lớp này thôi ha, quá phà, rồi, số 4 rồi, bây giờ mình tới số 5. Vô tưởng hữu. Vô tưởng hữu. Năm vô tưởng hữu. Asanni. Asanni phá quá. Asanni phá quá. Vô tưởng hữu. Asanni phá quá. Rồi, xuống dòng. Có một cõi vô tưởng với sắc uẩn. Có một cõi vô tưởng với sắc uẩn. Rồi, xuống dòng. Có sự hiện hữu của chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. Có sự hiện hữu của chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. À, nhưng cái này dễ ha, cái này cõi vô tưởng thì nó chỉ có sắc uẩn thôi. À, có chúng sanh sanh ra đó, lúc sinh lên là phạm thiên vô tưởng ha. À, thì đó là số 5, vô tưởng hữu. Rồi, số 6, phi tưởng hữu. Phi tưởng hữu.
Mình chả thiếu chữ A nữa, mất cả da nè. Bỏ tay da vô nha quý vị. Asani na san ni phá quá. San ni na san ni na san ni phá quá. Phi tưởng, phi tưởng hữu. Rồi. Có một cõi thuộc tứ danh quẩn. Có một cõi thuộc tứ danh quẩn. Có một cõi thuộc tứ danh quẩn. Rồi, xuống dòng. Có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên cõi vô sắc cao nhất. Có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên cõi vô sắc cao nhất. Rồi, đó là khỏi phi tưởng nè ha, thì các bạn thuộc về tứ danh quẩn, thì có những vị đại phạm thiên ở trên đó thuộc cao nhất trong tất cả các bậc thiền ha. Đó là cõi số 6 là phi tưởng hữu. Rồi số 7 nhất quẩn hữu, số 7 nhất quẩn hữu. Nhất quẩn hữu e ca vô ca ra phá quá. E ca vô ca ra phá quá nhất quẩn hữu. Là chỉ có một quẩn duy nhất. Là chỉ có một duy nhất. Phải. Tức chúng sanh thuộc cõi vô tưởng hữu. Thì được gọi là nhất quẩn hữu. Là chỉ có một quẩn duy nhất. Phải. Tức chúng sanh thuộc cõi vô tưởng hữu. Thì gọi gì nó có một quẩn ha. Một quẩn duy nhất. À, một quẩn thì chỉ có sắc quẩn thôi. À, là chúng sanh thuộc vô tưởng. Bảy cái nữa ha, còn hai cái nữa là xong ha. Rồi, số 8. Tứ quẩn hữu. Số 8 là tứ quẩn hữu. Chá tứ vô cà rất phải quá. Tứ quẩn hữu. Cha tu vô cà ra phá quá. Tứ quẩn hữu. Có bốn quẩn tức danh quẩn. Có bốn quẩn tức danh quẩn thuộc các vị đại phạm thiên cõi vô sắc. Có tứ bốn quẩn tức danh quẩn thuộc các đại phạm thiên cõi vô sắc. Ở cõi vô sắc thì chỉ có danh quẩn ha, cho nên nó chỉ có tứ quẩn này, tứ quẩn hữu này chỉ có mặt ở trên cõi vô sắc, thuộc về thọ tưởng hành thức tứ danh quẩn đó, không có sắc quẩn. Vì vậy tứ quẩn hữu chúng ta cho chúng ta biết là có là thuộc về danh quẩn, thuộc đại phạm thiên cõi vô sắc. Chưa? Còn cái nữa là ngũ quẩn hữu. Số 9 là ngũ quẩn hữu. Bành trong vô cà rác phá quá. Ngũ quẩn hữu. Có năm quẩn với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc. Có năm quẩn
với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc gặp ngang đó, có năm uẩn, với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc. Thuộc 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới, trừ vô tưởng. Có quẩn với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc thuộc 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới. Mở ngoặc trừ vô tưởng, đóng ngoặc lại. À, tức là ngũ quẩn hữu này, cái ngũ quẩn hữu này cho chúng ta biết là có năm quẩn tất cả, có năm quẩn với tất cả chúng sanh nào nó có đủ cả danh và sắc. Thì khi mà nói đủ danh sắc thì chỉ có cõi 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới, trừ vô tưởng ra, bởi vì vô tưởng nó chỉ có một quẩn thôi, nó chỉ có là nhất quẩn hữu, cho nên đó là chính cái sanh hữu mà cho chúng ta biết là ngũ quẩn hữu, tứ quẩn hữu, nhất quẩn hữu, phi tưởng hữu, vô tưởng hữu, hữu tưởng hữu. Chúng ta thấy là mình phân ra, chúng ta sẽ thấy được tất cả, nó sẽ trình bày cho chúng ta thấy một cách rõ ràng mạch lạc, không có thiếu sót một gì đó nào ha. Chúng ta có được những cái bài học mà rất là thú vị để cho chúng ta hiểu được từng những pháp mình không thể nào mình có thể tưởng tượng ra được ha. Đây là cái chúng ta thấy là nó phân tích trong này cho chúng ta thấy cái sự tuyệt vời của vị pháp là cho đó. Rồi như vậy là chúng ta tới đây chưa hết nha, tới đây chưa hết, tuần sau là nhắc nha, tuần sau ta học tới ngũ quẩn hữu nhắc còn dài lắm, còn nhiều lắm. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta là học tương đối là khá nhiều ha, khá đầy đủ. Do phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có đi tại thành tựu chánh trí đồng điều nha các thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Quá là sa thú sư thầy. Tất cả những detail, những cái gì nhỏ xíu thầy list ra hết, không cần đoán luôn. Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tâm để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, Nguyên Như không có thấy bàn tay của sư, sư không có trước máy rồi. Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh thầy kinh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Con xin dâng mic cho thầy ạ. Ủa, sư chạy đâu rồi? Sư Tinh Tâm đâu mất tiêu rồi. Mới thấy đây mà. Ngủ rồi, thôi để thay thế sư Tinh Tâm đọc bài kinh phúc chúc ngài được trọn vẹn mới được. Bà Bồ Tát Sáp Bà Băng Gà Lăng Rắc Khăn Tu Sáp Bà Đề Bà Ta Sáp Bà Bụt Tha Lu Pha Vê Na Sa Na Sa Thi Pha Văn Tu Tê Bà Bồ Tát Sáp Bà Băng Gà Lăng Rắc Khăn Tu Sáp Bà Đề Bà Ta Sáp Bà Thâm Ma Lu Pha Vê Na Sa Na Sa Thi Pha Văn Tu Tê Bà Bồ Tát Sáp Bà Băng Gà Lăng Rắc Khăn Tu Sáp Bà Đề Bà Ta Sáp Bà Chăng Kha Lu Pha Vê Na Sa Na Sa Thi Pha Văn Tu Tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy và cũng như chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Dạ đề quá ta san ti quy hà ra quá si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bù chi ta so thân ca ron tê ta quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha ye vi cha an da sam wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tân cha tê sam bê bi đông kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri ya quê đi tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào tối thứ hai ở Mỹ, cũng như là sáng thứ ba ở bên Việt Nam, chúng ta lại được học về Milinda Vấn Đạo với Sư Tháp Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin nhắc là chủ nhật này là Mỹ là bắt đầu đổi giờ nha quý vị. Tức là 5 giờ thành 4 giờ mà 3 giờ thành 2 giờ. Thành ra quý vị nhớ dặn đồng hồ lại thứ hai hay là thứ ba đừng đi học trễ nha quý vị. Sa thú lành thay. Dạ con xin chào cả lớp ạ. À.